Xin chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái máy trộn lồng quay dạng khía. Máy này thì sẽ bao gồm có 8 khía và kích thước của nó là 800 nhân với lại 600. Và kích thước phủ bì của cái máy này là 700 nhân với lại 1150 nhân với lại 1200 ạ. Cái thùng trộn này thì đất là làm bằng inox 304 và dày 1,5 ly ạ. Có nắp đậy và bên trong là có 4 cái gờ để các bạn trộn nguyên liệu một cách dễ dàng và đều. Đây là cái bảng tủ điện của máy đấy. Các bạn thấy ở trên này sẽ có một cái đèn báo nguồn. Hai cái nút màu xanh màu đỏ này chính là cái nút đưa cái lồng quay này lên trên, và cái nút màu đỏ là đổ cái lồng quay này xuống dưới. Công tắc tắt mở và đảo chiều thì cái này là công tắc tắt mở và đảo chiều, thì các bạn muốn đảo chiều thì các bạn sẽ tắt đi và các bạn bật theo chiều ngược lại, nó sẽ đảo chiều. Bây giờ là quay theo chiều này, bây giờ sẽ quay ngược lại đấy, giúp các bạn trộn nguyên liệu một cách đều nhất và sẽ có biến tần điều chỉnh cái tốc độ nhanh chậm. Ví dụ bây giờ mình cho nó chậm này, mình chậm này, tăng nhanh thì bằng cách là vặn theo chiều kim đồng hồ. Cái bộ chân khung đỡ của cái máy này là khung vuông 50x50. Motor giảm tốc 1/2 HP ạ. Có 4 bánh xe để các bạn di chuyển một cách dễ dàng. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái máy trộn trái cầu, máy trộn dạng khía như thế này thì liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng qua số điện thoại ở trên màn hình 0918889768 hoặc là số 0908312438, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ.